đây có lẽ là luật sư hắc bang cục xúc nhất bà từng thấy. Ông trùm xã hội đen chửi anh ta là đồ vô dụng, anh liền điều động một chiếc phi cơ riêng đến phun xăng, bắt ông ta phải lãnh chịu hậu quả đã chọc tức mình. Sau đó phong thái rời đi, chỉ thấy anh bật bật lửa ném về phía sau. Ôi khí chất này, các chị em xem chắc phải thốt lên câu: anh hư quá đê, nhưng mà em thích. Người đàn ông này là cố vấn của mafia ở Ý, sở trường là dùng cái ác trừng trị cái ác. Sau khi tiêu sái rời đi, anh đến gặp ông trùm Fabio đã chết, gọi câu bố nuôi cuối cùng. Hóa ra anh làm tất cả những thứ ấy là để báo thù cho bố nuôi. Sau khi Fabio qua đời, con trai Paolo trở thành thủ lĩnh mới của băng đảng. Anh ta hy vọng Vincenzo tiếp tục trung thành với mình, nhưng Vincenzo chỉ lạnh lùng nói với anh ta: tôi luôn sẵn sàng bày tỏ lòng trung thành, nhưng anh bây giờ đủ tư cách sao? Giọng điệu này dường như không hề mang chút tôn trọng nào, điều này khiến Paolo tức giận. Buổi tối, anh ta sắp xếp ba sát thủ cao cấp đột nhập vào phòng Vincenzo, bắn tằng tằng vào giường ngủ của anh ấy, nhưng phát hiện không có gì hết. Lúc này Vincenzo xuất hiện ở phía sau bọn họ, kỹ năng bắn súng chuẩn xác, nhẹ nhàng giải quyết ba tên sát thủ. Sau đó anh gọi điện thoại cho Paolo, nói một câu: tôi phải xin lỗi anh, vì đó là chiếc xe anh yêu thích nhất. Lời vừa dứt, ánh lửa bập bùng chiếu lên mặt thủ lĩnh băng đảng mới. Vincenzo lạnh lùng uy hiếp: lần này tôi nể anh vì Fabio, vẫn còn lần sau, tôi sẽ cho nổ khi anh còn ở trên xe. Nói xong anh bẻ gãy thẻ SIM, thả vào trong ly rượu. Vincenzo đã quyết định rời khỏi Ý, quay về Hàn Quốc phát triển thế giới của mình. Nghĩ mình đã phiêu bạt ở nước ngoài nhiều năm, về nước lập nghiệp chắc sẽ thành công. Nhưng sự việc tiếp theo khiến anh hiểu thế nào là bi thảm. Ra khỏi sân bay, anh gặp một người đang oán hận vì bị khách hàng hủy chuyến. Ông ta hỏi anh có đến trung tâm Seoul không, còn nói mình rất thuận đường. Sau đó nhiệt tình mời anh lên xe. Trên đường, Vincenzo không hề cảnh giác, cầm chai nước bên cạnh lên uống ngụm. Không lâu sau liền chìm vào hôn mê. Lúc tỉnh dậy, hai tên côn đồ cướp sạch mọi thứ giá trị trên người anh. Vincenzo lo rằng có người đến báo thù, lịch sự hỏi thân phận của bọn họ. Ngờ đâu hai tên này chính là những tên giang hồ luôn dùng cách này để ăn cướp. Sau đó một tên dùng chân đạp khiến Vincenzo ngất xỉu. Khi tỉnh dậy lần nữa, Vincenzo nhận ra hai tên này chỉ để lại cho anh đúng 50.000 won để bắt xe khách. Anh nhớ lại mình trước đây đi đâu cũng ngập tràn khí thế, càng nghĩ càng thấy uất. Sau đó anh ngửa mặt lên trời: tao thề với trời, tao sẽ tìm và giết chết chúng mày. Tao thề đấy. Hàn Quốc chết tiệt này. Hàn Quốc cái con khỉ. Im đi. Tao bảo mày im ngay. Điên mất. Vincenzo cầm đồng 50.000 won duy nhất bắt xe. Chị em phụ nữ không ngừng bàn tán về anh chàng đẹp trai hơn cả song Jung Ki này. Một cô gái lấy hết dũng khí đưa cho anh khăn giấy ướt, bảo anh lau nhọ trên mặt, xem ra đẹp trai cũng kiếm được cơm ăn. Sau đó một người quen giám đốc cho sắp xếp chỗ ngủ cho. Thực ra giám đốc cho sắp xếp chỗ ở cho anh là có nguyên do hết, bởi vì trước đây Vincenzo từng liên lạc với anh ta mua lại căn nhà cũ nát này, dùng để giấu 15 tấn vàng của khách hàng. Tầng một tòa nhà có đủ thể loại cửa hàng, mà tầng hầm một trong số gian đó đã được bọn họ cải tạo thành mật thất, chỉ có thể mở ra bằng võng mạc của khách hàng. Lúc này những thỏi vàng đang được giấu dưới mật thất. Vincenzo nhìn thấy căn phòng giấu vàng chính là một phòng thờ, khách thuê cũng là hòa thượng rất điềm đạm. Anh rất hài lòng, mà lúc này các khách thuê nghe nói chủ nhà dẫn trai trẻ tới đều đến chào hỏi anh. Bọn họ nghe được tin một công ty kiến trúc có thế lực rất lớn muốn thu mua tòa nhà cũ nát này nên chạy đến xác nhận. Đây là tòa nhà giấu 15 tấn vàng, Vincenzo và giám đốc cho đương nhiên không bán. Các khách thuê hiểu ý của Vincenzo, thái độ cũng tốt hơn. Vincenzo sống quen trong dinh thự rồi, ứng phó xong với khách thuê anh về phòng nghỉ ngơi. Lúc tắm mới nhận ra chỉ có nước lạnh, anh chỉ đành vặn sang bên nóng nhất, lại bị bỏng nhảy dựng lên. Tiếp đó vòi hoa sen còn không ngừng co giật. Vincenzo cục tính nhìn những thiết bị cũ nát này, dường như đối đầu với mình, anh dũng cảm chống đối lại. Nóng quá. Nóng quá. Ngày hôm sau Vincenzo và giám đốc cho bị người gọi đến bàn bạc chuyện mua bán tòa nhà. Đối phương đưa ra giá cao ngất ngưởng, nhưng đến hợp đồng Vincenzo cũng không thèm nhìn. Dù sao tòa nhà này giấu tận 15 tấn vàng cơ mà. Thái độ khinh thường của Vincenzo khiến người của công ty kiến trúc tức giận, anh ta lớn tiếng uy hiếp anh. Nhưng Vincenzo cũng không chịu thua, anh điềm đạm trả lời: anh đang uy hiếp tôi sao? Đừng bao giờ làm vậy nữa. Đây là lời khuyên đầu tiên và cuối cùng tôi dành cho anh. Vincenzo quay về tòa nhà, tập hợp tất cả khách thuê lại, thề rằng sẽ không bán tòa nhà, chỉ cần mọi người tạm thời chuyển đi, để mình tu sửa lại. Mà lúc này giám đốc cho về nhà thấy con gái bị trói, anh bị ép phải ký vào hợp đồng bán nhà. Rất nhanh người của công ty kiến trúc lại đến, đuổi hết khách thuê ở đây đi. Đây là tập 1 bộ phim Vincenzo do Song Joong Ki đóng chính. Bộ phim kể về cố vấn mafia lấy cái ác trừng trị cái ác. Hãy comment để nhận thông báo tập tiếp nhé. Đừng quên follow ủng hộ page. Hẹn gặp lại mọi người, bye bye.